Thưa quý vị, đầu tháng 3, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã chia sẻ thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo mới, gửi bưu phẩm tới nhà dân thông qua shipper, bên trong có thông báo trúng thưởng chứa mã QR. Khi người dân quét mã QR này sẽ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó bị chiếm đoạt thông tin và tài sản. Hình thức lừa đảo kể trên sau đó đã được xác nhận không phải là tin giả, khi công an tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo cho biết, một số người dân trên địa bàn đã nhận được bưu phẩm có phiếu trúng thưởng gắn mã QR với yêu cầu người dân quét mã QR truy cập đường link và cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện thủ tục nhận thưởng dù chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã qr trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm gửi qua shipper tuy nhiên cục an toàn thông tin cũng nhận định khả năng mã qr được in trong phiếu quà tặng để lừa người dân truy cập vào website giả mạo hồng chiếm đoạt lòng tin tài sản là điều hoàn toàn có thể xảy ra để phòng tránh lừa đảo qua mã qr cục an toàn thông tin khuyến nghị người dân thận trọng khi quét mã đặc biệt là các mã qr ở nơi công cộng hoặc được chia sẻ qua mạng xã hội hay email người dùng cũng cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người chuyển mã qr nội dung website mà mã qr chuyển tới kiểm tra đường link xem có bắt đầu với https và có phải tên miền quen thuộc hay không ngoài ra với phiên bản mới lừa đảo qua mã qr trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm người dân lưu ý thêm rằng không nhận các bưu phẩm không rõ nguồn gốc